Đây là một tin tức nhỏ nhưng sẽ chiếm sóng sự quan tâm của cả thế giới. Đó là việc cánh cửa lớn chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu, Trung Quốc đã được mở ra. Trước cửa lớn trải một tấm thảm đỏ dài. Các báo cáo chính thức cho biết, đây là để tiếp đón Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nhưng cũng có thông tin trên mạng tiết lộ rằng, tấm thảm đỏ này thực chất đã được chuẩn bị để đón tiếp ông Tập Cận Bình. Vậy chùa Linh Ẩn rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Ông Tập Cận Bình vì sao lại đến chùa Linh Ẩn tại thời điểm này? Hãy cùng Thế Giới Tiêu Điểm trả lời những câu hỏi đó trong video ngày hôm nay. Nhưng trước khi bắt đầu hành trình, quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh để liên tục cập nhật nhiều thông tin hay nhất. Trong tiết mục Tin Anh Luận Đàm của đài truyền hình NTD, Tổng biên tập thời báo Epoch Times tiếng Trung là bà Quách Quân cho biết có 3 điều kỳ lạ về những gì đã xảy ra ở chùa Linh Ẩn gần đây. Thứ nhất là tấm thảm đỏ được trải trước cửa Phật. Thứ hai là cánh cửa lớn đã trăm năm không mở nay lại được mở ra. Thứ ba là người đến bái Phật lại là lãnh đạo của một đất nước Hồi giáo. Bà Quách nói rằng thảm đỏ trong các ngôi chùa Phật giáo Trung Quốc thường là loại thảm đỏ nhìn khá sẫm màu, thường được trải từ cửa chính của đại diện đến các tượng Phật chính, thông thường là dành riêng cho các cao tăng đi lại, và các nhà sư khác trong chùa không được phép đi trên tấm thảm đó. Thứ hai, cánh cửa lớn của chùa Linh Ẩn được đóng kín trong suốt 200 năm qua đã trở thành thói quen đặc trưng của ngôi chùa này, nhưng nó đã được mở vì Tổng thống Assad. Tất nhiên, nếu nói cánh cửa đó được mở ra là vì Tổng thống Assad, thì đó cũng chỉ là một thủ thuật che mắt kẻ khác, bởi chùa Linh Ẩn khi đó đã có một sự sắp xếp khác. Thứ ba, Syria là một quốc gia Hồi giáo. Mặc dù Syria tuy khá thế tục, nhưng Hồi giáo rốt cuộc vẫn là một điều quan trọng nhất ở một quốc gia Hồi giáo, tức là không được phép cúng thờ bức tượng của vị thần nào khác. Bên trong các nhà thờ Hồi giáo không được phép có bất kỳ bức tượng của vị thần nào khác. Nhưng ông Assad lại đi đến một ngôi chùa Phật giáo ngắm nhìn tượng Phật trong đó. Điều này thật quá kỳ lạ. Ông Lý Hồng Khoan, cựu tổng biên tập tạp chí điện tử BitReference cho biết rằng, việc sử dụng nghi thức ngoại giao khác thường để trải thảm đỏ cho Tổng thống Assad có lẽ không phải là một tình huống bình thường. Không loại trừ khả năng rằng chính bản thân ông Tập cũng muốn đi bái Phật, cũng không loại trừ việc có một số cao nhân đưa ra ý tưởng này cho ông ta. Bởi ông Tập hiện cũng đang trong tình huống rất căng thẳng về mặt tâm lý và áp lực về tinh thần. Cách đây một thời gian, nhà báo Nhật Bản Katsuji Nakazawa có đưa tin rằng ông Tăng Khánh Hồng và các nguyên lão của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công khai trách móc ông Tập Cận Bình. Sau những lời chỉ trích, ông Tập đã cố gắng nín nhịn, không tỏ ra tức giận trước mặt ông Tăng Khánh Hồng. Sau khi ông Tăng và những người khác rời đi, ông Tập ngay tức khắc gọi đám thân tín của mình đến và nổi cơn thịnh nộ trước mặt họ. Báo cáo của Nhật Bản cho biết ông Lý Cường thấy ông Tập nóng giận như vậy, liền sợ đến mức toàn thân run rẩy bẩy. Qua đó, mọi người đã có thể tưởng tượng được cơn thịnh nộ của ông Tập lớn đến mức nào. Trong trường hợp này, các chuyên gia tâm lý của ông Tập có vẻ như đã khuyên ông nên đi bái Phật và tìm một nơi chốn tâm linh để tâm trí ông có thể bình tĩnh trở lại. Rất nhiều người Trung Quốc bái Phật đều chỉ là tạm thời ôm chân Phật. Họ gặp phải những vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng, những mối đe dọa to lớn và phải đối mặt với những khó khăn khi phải đưa ra sự lựa chọn mang tính quyết định sống còn. Những lúc như thế, họ thường đi xin sâm, bái Phật. Điều này rất phổ biến. Hầu hết người Trung Quốc đều có thói quen này. Hiện giờ ông Tập Cận Bình đang đối mặt với sự xói mòn của quyền lực to lớn, khả năng phán đoán có thể đang giảm sút. Trên thực tế, ông ta hoàn toàn không biết những người xung quanh rốt cuộc có trung thành với mình hay không. Những người mà ông đích thân đề bạt như ông Tần Cương, ông Lý Thượng Phúc và những người khác đều đã gặp chuyện. Cả thế giới đang bàn tán rằng ông Lý Thượng Phúc đã đi đâu. Chuyện gì đã xảy ra với ông Tần Cương? Đây đều là những tin tức nóng hổi. Đối với ông Tập mà nói, những người dùng được lại không phải là người đáng tin cậy lắm. Ai có thể giải tỏa nỗi lo lắng cho ông đây? Ông Lý Hồng Khoan nói rằng, giờ đây ông Tập phải dựa dẫm vào những trí tuệ cao minh hơn, bao gồm cả việc đi bái Phật. Vì vậy, tôi nghĩ rằng trong thâm tâm ông cầu xin Đức Phật chỉ ra cho ông một con đường sáng, rằng mối quan hệ của chúng con với Hoa Kỳ nên phải xử lý thế nào. Những người thân tín xung quanh con được đích thân con đề bạt rốt cuộc có trung thành hay không? Liệu những người này vào thời điểm then chốt có phản bội con? Liệu họ có bắt giữ con và tiến hành đảo chính hay không? Đây đều là những vấn đề nhức nhối khiến ông ấy ăn không ngon, ngủ không yên.
Nếu sự lo lắng trong tâm này không được giải quyết kịp thời, nó sẽ chuyển thành rối loạn lưỡng cực và dần dần chuyển sang bệnh tâm thần phân liệt. Mao Trạch Đông những năm cuối đời rơi vào trạng thái dày vò như vậy, trong nỗi đau khổ tinh thần của mình, thì ông ta cũng chỉ có thể cầu trời khấn Phật cầu xin sự giúp đỡ. Nếu không như vậy, cuối cùng ông ấy chỉ có thể sụp đổ tinh thần. Đây là điều mà tại sao những nhà độc tài khét tiếng đến 2 năm cuối nhiệm kỳ lại thường hay lâm vào khủng hoảng như vậy. Ngay cả Hitler cũng phải đối mặt với những âm mưu ám sát liên tục. Dù tinh thần Hitler có cứng rắn, mạnh mẽ đến đâu, thì cuối cùng ông ấy cũng chỉ có thể tự sát. Mao Trạch Đông cả một đời đã tin và đọc vô số các lý thuyết của các giáo phái, đọc rất nhiều sách cổ của Trung Quốc. Cuối cùng thậm chí đến cả Chu Ân Lai ông ta cũng tỏ ra nghi ngờ. Mao đã xúi dục bè lũ bốn tên chỉ trích tấn công Chu Ân Lai, nên cuối cùng Mao Trạch Đông thật sự không dám tin tưởng ai cả. Hiện nay trên trường quốc tế, Tổng thống Hoa Kỳ nói thẳng rằng ông Tập Cận Bình là một kẻ độc tài. Ngay cả Bộ trưởng Ngoại giao Đức cũng gọi ông Tập là kẻ độc tài. Sự thật này ông ấy không có cách nào gột rửa đi được. Trên trường quốc tế, ông Tập không có lấy một người bạn tử tế. Cộng thêm nền kinh tế Trung Quốc hiện đang trong giai đoạn suy thoái nghiêm trọng. Nếu ông vẫn ôm giữ lối tư duy hiện nay mà đi về phía trước, thì ông Tập thật sự đã đi vào ngõ cụt rồi. Ông Tập hiện tại căn bản không thể giải quyết được những vấn đề này. Ông ấy phải dùng đến trí tuệ cao hơn. Điều này sẽ đòi hỏi ông ấy phải mở mang đầu óc và tìm ra một hướng đi mới để phát triển đất nước. Ông Thạch Sơn, biên tập viên thâm niên của thời báo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung cho biết rằng, liên quan đến Mao Trạch Đông, ông nhớ một chi tiết, đó là trong một cuốn hồi ký ông đọc trước đây, có câu chuyện rằng trước trận động đất Đường Sơn năm 1976 ở Cát Lâm có nhiều thiên thạch rơi xuống. Trong cuốn hồi ký nói rằng Mao Trạch Đông khi đó đã rơi vào trầm tư, rất là đau buồn. Các cô gái xung quanh ông ta liền nói, thưa chủ tịch, đó chẳng qua chỉ là mấy hòn đá, chúng rơi xuống thì có làm sao đâu. Mao đã nói rằng, các cô làm sao biết được, thời xưa điều này có nghĩa là thay triều đổi đại, chính là người đứng đầu sắp phải chết đó. Bản thân Mao cũng biết những điều này, cho nên ông ấy rất đau buồn. Ông đã chết một năm sau đó và dường như ông ta đã dự cảm được điều này. Trên thực tế, bây giờ hãy nhìn vào những tình huống mà ông Tập Cận Bình đang phải đối mặt. Nào là thiên tai nhân họa, kinh tế suy thoái, ngoại giao khó khăn, những người xung quanh không đáng tin cậy. Ngày nay, việc người dân Trung Quốc chế nhạo và chỉ trích ông Tập trên mạng đã thành trào lưu. Tất nhiên, mọi người đều dùng nhiều cách khác nhau. Vì như dùng những câu thoại trong kinh kịch hoặc các lối chơi chữ v.v. mà đây dường như là điều không thể có trong thời của Mao. Ông Lý Quân, nhà sản xuất phim truyền hình độc lập, chia sẻ rằng tín ngưỡng với Phật của ông Tập Cận Bình khả năng là được truyền thừa trong gia đình ông. Vì nhiều người biết rằng mẹ ông là một Phật tử, trên thực tế, cha ông Tập Cận Bình là ông Tập Trọng Huân. Ngay sau khi cách mạng văn hóa vừa kết thúc, cũng đã là một sự việc khiến giới Phật giáo chấn động. Ở Quảng Đông, có một ngôi chùa Nam Hoa Lưu giữ bức tượng chân thân bất hoại nghìn năm của Huệ Năng, lục tổ của Thiền Tông. Trong cách mạng văn hóa, bức tượng đã bị Hồng Vệ Binh phá hủy. Năm 1979, sau khi cách mạng văn hóa kết thúc, ông Tập Trọng Huân làm bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, sau khi biết chuyện đã ra tuyên bố yêu cầu chính quyền địa phương phải khôi phục chân thân của Huệ Năng. Khi đó, nhiều người dân địa phương vẫn còn rất sợ hãi, nói rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì không thể gánh chịu trách nhiệm được. Kết quả là ông Tập Trọng Huân đã đứng ra bảo đảm, nói rằng nhất định phải khôi phục. Về sau, một số hòa thượng đã khôi phục lại chân thân này. Ông Thạch Sơn cho biết, chuyện này về sau đã được lan truyền rộng rãi ở vùng đất Quảng Đông, tất nhiên là trong giới tôn giáo, đặc biệt là giới Phật giáo. Bởi vì khi Hồng Vệ Binh tiến vào tiêu hủy chân thân của lục tổ Huệ Năng, có nhà sư đã tìm nơi chôn cất xương cốt của Huệ Năng. Về sau, kim thân được khôi phục đã lấy xương cốt này về nhà và tạo hình lại, nặng một pho tượng đất sét và đặt xương cốt vào bên trong. Vậy nên nó gọi là khôi phục kim thân. Chân thân ban đầu đó là sau khi Huệ Năng viên tịch. Bên ngoài thân thể bất hoại của ông được phủ một lớp sơn bằng vàng, gọi là kim thân, cứ để nguyên như vậy, ngàn năm bất hoại. Kỳ tích này là điều mà người bình thường khó có thể tưởng tượng. Và sự tình này còn kỳ lạ hơn, vị tu sĩ cuối cùng tình nguyện bảo vệ kim thân này lại là một Hồng Vệ Binh năm xưa. Năm đó, sau khi ông ấy phá hủy kim thân này, đã xảy ra rất nhiều chuyện khó tin. Những người đi cùng ông ta có người đã chết vì bệnh tật hoặc tai nạn xe cộ. Rất nhiều chuyện đã xảy ra sau đó chính là điểm hóa cho ông ta.
Cuối cùng ông ta đã hoàn toàn tin tưởng. Về sau khi kim thân của Lục Tổ Huệ Năng được phục hồi, ông ta đã hết lòng bảo vệ kim thân này. Tất nhiên có giả thuyết khác cho rằng, ông Tập Trọng Huân sau khi làm xong việc này chưa được bao lâu, đã được điều về chính quyền trung ương. Sau này nghe nói phong thủy của gia đình ông ta đã được thay đổi. Ông Thạch Sơn nói rằng, Đại hội Thể thao Châu Á Hàng Châu là một cơ hội rất tốt để ngoại giới quốc tế quan sát tình hình hiện tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi toàn bộ sự việc này đi đến cuối con đường, một chuyện khác đã xảy ra, tức là Đại hội Thể thao Châu Á sẽ được tổ chức ở Hàng Châu. Tờ Nhân dân Nhật Báo là Tweet đã nói rằng, chỉ coi Hàng Châu là Biện Châu, đây chắc chắn là một dấu hiệu đáng lo ngại. Việc ông Asad đến chùa Linh Ẩn chính là một thủ thuật che mắt người khác. Hiện nay có rất nhiều tin đồn. Một là nơi ông Tập Cận Bình ở cách chùa Linh Ẩn không xa. Còn có thông tin rằng vấn đề an ninh địa phương trước khi ông Asad đến đây đã rất nghiêm ngặt. Và sau khi ông Asad đến đây, cường độ an ninh vẫn tiếp tục trong một đoạn thời gian dài. Vậy nên đây không chỉ là vấn đề của riêng ông Asad. Đối với một đại hội thể thao châu Á lớn như vậy, nguyên thủ quốc gia duy nhất đến chỉ là một mình ông Asad. Bởi vì người được gọi là quốc vương Norodom Sihamoni của Campuchia, trên thực tế thì ông ta đang sống ở Trung Quốc và đang dưỡng bệnh ở Trung Quốc, không phải ông ấy được mời đến. Mọi người đều biết rằng ông Asad được quốc tế gọi là tên đồ tể, bởi vì vào năm 2012, ông đã tàn sát hơn 8.000 người biểu tình trong một lần. Thậm chí sau đó, ông ta còn dùng vũ khí hóa học giết chết nhiều trẻ em. Khi đó năm 2017, Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump đã rất tức giận và ngay lập tức đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria. Thời điểm đó, ông Tập Cận Bình đã đến thăm Hoa Kỳ. Khi hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Tổng thống Trump nói với ông Tập rằng, tôi vừa phóng 59 tên lửa hành trình để dạy cho Tổng thống Syria Assad một bài học. Sau đó, ông Tập đã ngây ra một lúc. Lát sau, ông Tập cũng phụ họa theo. Ông nói rằng nếu nhà độc tài Assad dùng vũ khí hóa học gây hại cho trẻ em, thì ông Trump làm vậy cũng là dễ hiểu. Vì vậy, với một con người như vậy, hôm nay lại được ông Tập đối xử như một vị khách cấp cao, thậm chí còn trải thảm đỏ và dùng chuyên cơ đón tiếp ông ta. Thiết nghĩ đây thực sự là một điều rất đáng xấu hổ. Bà Quách Quân nói rằng, việc ông Tập Cận Bình đã chi hơn 220 tỷ nhân dân tệ cho Đại hội Thể thao Châu Á Hàng Châu và chỉ kiếm về được khoảng 10 tỷ nhân dân tệ. Cư dân mạng đang bàn tán về điều này và cho rằng khoản chi này thật không thỏa đáng. Nhưng chúng ta biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc trước nay đều không phải chịu trách nhiệm về những khoản thâm hụt ngân sách, mà nó chỉ tính toán về lợi ích chính trị. Nhưng lần này, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng rất thất bại về mặt chính trị. Chỉ có 7 nhà lãnh đạo quốc gia đến và chỉ có một nguyên thủ quốc gia thực sự. Hơn nữa đó lại là một gã đồ tể bị cả thế giới lên án. Vì vậy, động thái này của ông Tập Cận Bình đã giúp cộng đồng quốc tế hiểu biết sâu sắc hơn về Bắc Kinh, từ đó có sự cảnh giác hơn. Như vậy, xét từ góc độ chính trị, đây quả thật là một vụ làm ăn thua lỗ nặng. Quý vị nghĩ gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.